Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho anh chị một siêu phẩm Honda CR-V 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha anh chị. Lăn bánh chỉ mới 56.000, một chủ mua mới từ đầu. Chiếc xe này đăng ký vào ngày 26 tháng 12 2019. Đây là những cái mẫu xe CR-V nhập khẩu từ Thái Lan cuối cùng. Vì bắt đầu qua 2020 là CR-V đã chuyển qua lắp ráp rồi nha anh chị. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe có màu trắng, trang bị động cơ 1.5, hộp số tự động CVT. Phiên bản L là phiên bản cao cấp nhất nha anh chị, bao gồm cấp điện nè, cửa sổ trời panorama nè. Chiếc xe này đi ô tô chuẩn là 56.000, xe còn rất là đẹp nha anh chị. Xe không lỗi, động cơ hộp số nguyên bản, keo chỉ nguyên bản nha anh chị. Tất cả các xe bên Học đều cấp giấy chứng nhận cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản nha anh chị. Còn đây là cái phần nội thất của xe nè. Vì lý do là cái showroom của Học hôm nay nó đông quá, nó chặt xe quá, nên là chiếc xe này sẵn tiện đậu ở ngoài, cũng như là để cho có ánh nắng mặt trời nó sáng để quay được cái chi tiết thực tế để cho anh chị đánh giá. 56.200 cây nha anh chị. Đó, xe nè, anh chị nhìn vô lăng 56.000 nè. Đó, và xe này là bên Học vừa mới thu về, chưa kịp dọn rửa gì hết nha anh chị. Xe này thì bên Học cũng về chỉ việc là đánh bát rồi diệt khuẩn khử mùi không sơn luôn nha anh chị. Đó, chưa nắng Học quay một tay lã mồ hôi. Có phanh tay điện tử nè, auto hold nè, khởi động bằng nút bấm nè, lấy chuyển số thông minh nè, vô lăng full da, có ga tự động luôn. Chủ trước mua cái này không là 7 triệu nha anh chị. Hiện tại thì chưa có thẻ nhớ và sim. Thì cái này chủ trước Học báo là nó là cái Android box nha anh chị. Thì nó sẽ hiển thị lên cái này là cái Android. Đó, ok nè. Đó, thì anh chị có thể là thao tác trên đây như là YouTube đồ đầy đủ hết nha anh chị. YouTube và Zalo đây đây, anh chị có sẵn nè. Đó, nó có Google Chrome nè, rồi YouTube nè. Đó, ra lệnh bằng giọng nói đầy đủ hết nha anh chị. Thì cái màn hình này anh chị không cần phải lên Android vì chủ trước đã lên cái này nè, cái này thì Học tặng luôn. Cái này không là 7 triệu rồi nha anh chị. Anh chị nhìn chi tiết trên xe nè, thì mình sẽ có cái cửa sổ trời panorama đây. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh nha anh chị. Đó, để Học bật ra luôn để cho nó đủ ánh sáng mình quay mới biết được chiếc xe này nó còn đẹp hay không nha anh chị. Đó, anh chị nhìn qua cái phần túp lô nè. Đó, 815 triệu nha anh chị. Chiếc xe này bên Học bán rất là hợp lý luôn. Thị trường hôm nay là xe cũng giảm nhiều và xe giá nó rất là hợp lý. Anh chị tranh thủ nếu mà mình mua thích những cái dòng xe như thế này, ngày xưa mình chưa có đủ chi phí, anh chị mua bây giờ nó khá là rẻ nè. Anh chị theo. Có bơm lưng này, điều khiển ghế điện 8 hướng bao gồm bơm lưng là 10 hướng nha anh chị. Xe thì cam kết với anh chị là xe không lỗi nha. Gương gập tự động, chỉnh tự động, cửa bên tài là auto, có ốp gỗ. Nội chi tiết trên xe là còn nguyên bản 100% hết nha anh chị. Keo chỉ nè. Anh chị ha, keo chỉ là còn nguyên zin nha anh chị. Xe rất là đẹp, CR-V. Nó có nhiều cái đường dập lặn, dập nổi nè. Xe CR-V rất là dễ coi. Dấu son rồi nó cũng nhiều, Honda, tất cả các dòng xe Honda anh chị coi chẳng không cần phải dẫn thầy thợ cũng được anh chị. Đó, quan trọng là uy tín của cửa hàng nè, cộng với lại giấy chứng nhận chất lượng nè. Đó, anh chị coi clip của Học, Học cũng chỉ sơ sơ những cái thủ thuật á, là anh chị đã đánh giá hầu như là được khoảng 70% rồi. Đó. Ghế phía sau nè anh chị. Xe này là chiếc xe 7 chỗ nhưng mà cái hàng ghế thứ hai anh chị nó khá là chặt nha, chỉ dành cho hai trẻ em thôi hoặc là anh chị đi người lớn đi trong khoảng 200 cây đổ lại thôi chứ không có đi nhiều được, đi nhiều được nó bị đau chân anh chị, tại vì cái khoảng ở phía sau này nè, riêng cái hồng CR-V nó chỉ là chiếc xe 5+2 thôi chứ nó không phải là 7 chỗ thực thụ anh chị. Đó, thì cái ghế anh chị ngồi phía trước á, nếu như mà mình cái người mà nhỏ nhỏ thì anh chị có thể là đẩy cái ghế này ra phía trước anh chị thấy không, để mình nhường cho cái người ngồi phía sau á anh chị. Đó, anh chị chỉ nhường nhiều nè. Đó, cái này là nhường nè, còn mà không có người thì anh chị cứ kéo ra sao ngồi cho nó rộng rãi, nó thoải mái. Đó, CR-V nó điểm yếu của nó là cái hai người ngồi ở phía sau nó hơi chặt và chiếc xe nó màu ánh kim nha anh chị nhìn nè. Đó, anh chị thấy ánh kim không, rất là đẹp, ánh kim ra ngoài nắng nó khá là đẹp nha anh chị. Từ cái ba ga mui nè, dập lặn dập nổi nè. Xe này thì vừa về luôn, Học cũng như là anh chị thôi, vỏ xe từng thứ 20 nè, 2019 nè, 56.000 cây nè anh chị thấy không. Đó, thì chiếc xe này trước khi anh em Học đi giám định thì Học cũng như anh chị vừa về là Học quay liền, Học chưa có coi sơ qua, chị Học chỉ coi bước vào coi km nào vô chuẩn bị máy ra quay gửi đến cho anh chị. Ánh kim rất là đẹp nha anh chị. Honda CR-V 2019
đi khá là ít, 56.000 cây. Hôm nay mình học bán chỉ có 815 triệu thôi. Cấp điện nha anh chị, bản cao cấp thì mình sẽ có cấp điện nè, cửa sổ trời panorama. Anh Cường là anh mới đi lấy xe về, anh về anh chụp hình cho anh gửi cho khách. Anh Cường bấm lại cái cửa sổ trời giúp em anh Cường. Nó có cái Android box á anh Cường, cái Android box đó khách mới mua 7 triệu á. Đây, cốp này anh chị. Ở xe này thì khách của Học có thông tin, Học nhờ mấy anh em đi lấy, tại mấy ngày nay Học khá là bận anh chị, nhiều khi làm xong xuôi giá hết, Học có đầy đủ thông tin trước rồi để cho anh em đến giám định, rồi anh em lấy xe về thôi. Cấp điện nói chung là xe này khá là đẹp anh chị, một chiếc xe giữ gìn rất là kỹ anh chị, nhìn từ trong heo cái hốc, mọi chi tiết, vô lăng bọc da, rồi có sẵn luôn cái vô lăng tay lái này. Cái ghế hàng ghế thứ hai, nhưng mà thông thường cái hàng ghế thứ hai này anh chị sẽ chuyên để đồ thôi nha anh chị. Ở hàng ghế thứ hai này nó hơi chặt một xíu, khá là đẹp, mọi chi tiết anh chị nhìn đẹp từ trong ra ngoài nha anh chị. Honda CR-V này anh chị cũng có thể đến nhận xe và bên Học giao xe ngay luôn nha anh chị. Học đánh bóng lại thì trong khoảng 2 tiếng đồng hồ là xong, còn diệt khuẩn khử mùi thì khoảng 6 tiếng. Thì bắt đầu Học quay cái clip này xong Học sẽ đưa vô chụp hình rồi bắt đầu tiếp tục gửi cho anh chị. Anh chị nhìn những cái ống xả nè, titan nó nổi nè, thấy không? Đó, chiếc xe đi ít thì mọi chi tiết như ống xả, cái ống xả này nó rất là dễ bị vàng nha anh chị. Đó, anh chị nhìn phần gầm nè, hệ thống treo nè. Tại vì cái ống xả khi mà cái nhiệt độ nó đang cao á, mà có nước vô cái là nó khô, nó bị dễ, rất là dễ bị vàng. Cái ống xả là cái chỗ mà chịu nhiệt nhiều nhất ở trên chiếc xe anh chị. Xe rất là đẹp nha anh chị, những cái đường dập nổi nó thẳng tắp. CR-V để Học coi, vỏ này cũng là vỏ zin theo xe nè, từng thứ 26/2019 nha anh chị. Cái xe quá đẹp, vỏ Michelin. Anh chị nhìn cái má phanh này nó cũng là zin theo xe nè, chưa thay nè, heo nè, cái má phanh nó còn dấu son trùng như cái này, cột nhúng rồi, gai nè anh chị, gai vỏ nè. Xuất sắc nha anh chị, xe này Học cũng nghĩ là Học bán rất là nhanh. Honda CR-V 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đăng ký vào tháng 12/2019 nha cô chú anh chị. Anh chị nào nhanh tay cọc online cho Học chiếc xe này nè, về giữ xe. Những chiếc xe nào Học nhắm được thị trường về bán nhanh, lợi ích là Học biết liền anh chị. Đây nè, anh chị nhìn cái ngôn ngữ thiết kế của Honda nó rất là sang trọng nha, nó nhờ ốp gỗ nè, những cái bàn ốp nhôm nè, rồi trang bị như là da nè. Và cái thiết kế của Honda nó hay cái là nó tạo cho cái người ngồi phía sau và phía trước lúc nào nó cũng tận dụng hết những cái khoảng không, những cái như là đầu gối của mình nè, hoặc là cái bệ tì tai anh chị, nó vừa đủ, nó không có bị thấp quá hay là cao quá nha anh chị. Anh chị nhìn ghế da nè, Học quay những cái clip như thế này ở ngoài đường như vậy là chuẩn nhất luôn nha anh chị. Học rất thích quay những xe như thế này, tại vì ở ngoài nó đầy đủ ánh sáng, Học quay cái điện thoại nó lấy nét cũng nhanh, do là đủ ánh sáng, môi trường ánh sáng nè. Thứ hai nữa là nó trung thực, nó cái màu nó đẹp, nó toát lên được những cái đẹp của cái xe anh chị. Anh chị thấy không? Cái màu ánh kim nó rất là đẹp. Cái Học ra xa anh chị nhìn form dáng xe. Honda CR-V 2019 nha anh chị. Đó. Cái xi nhan này tích hợp đèn báo rẽ trên đây. Đó. Mảnh đẹp, rất nét, nẹp chân kính, tay nắm cửa bằng từ. Quá đẹp anh chị nha. Anh chị nhìn nè, cái túp bi cửa nè, tổng thể nó rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp, mọi chi tiết zin hết nha anh chị, zin hết. Cái này cũng là bằng da nha, chứ không phải là nhựa giả nha anh chị. Xe đắt tiền, ốp gỗ nè, cái này cũng là da nè, cái này cũng là da nè, cái này cũng là da nè. Những cái chi tiết mà để tay lên như vậy, Honda nó rất là trau chuốt, rất là tận tâm với khách hàng anh chị. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ, Học rất thích những cái dòng xe Honda. Đây anh chị, Honda là một cái dòng xe mà họ sẽ chịu tập trung vào option như là và cái độ bền bỉ, chứ không, nó sẽ thiên về bền bỉ và tập trung vào option, chứ không như những dòng xe Toyota. Toyota thì họ bền bỉ nhưng mà option thì họ không bằng, không bằng những cái đối thủ cạnh tranh nha anh chị. Đây anh chị nhìn đây, cái chằng này là cái chằng nhung còn nguyên zin luôn nha anh chị. Xe thì quá đẹp rồi, từ trong ra ngoài rất là đẹp. Và cái mà Học muốn nói với anh chị là những cái này nè, tại vì ngày xưa
học có đi Honda Civic, thời gian học đi được mấy tháng học bán tại học văn mua bán. Hồi đó học đi Civic Gen 8, là cái đặc điểm hay nhất của Honda là họ thiết kế như vậy nè. Anh chị nhìn thấy cái đầu gối của học nè, đó là nó sẽ lọt thỏm vào đây luôn khi mà học ngồi tư thế như vậy nè. Và cái này nó sẽ vừa, học thì cao 1m71 đó, thì kể cả bên tài xế luôn. Anh chị nào có đi Fortuner nè, hoặc là anh chị đặc biệt là đi những cái xe Rush, nó sẽ bị bá vào cái cục startup ở đây nè. Họ thiết kế cái kiểu giống như là phù hợp trên xe đó thôi, nhưng mà nhiều khi mình đi mình cũng hơi cắn, nó khó chịu anh chị. Còn riêng dòng xe Honda, từ cái dòng Honda Civic từ đời 2006 tới giờ, là anh chị để ý đi. Thứ nhất là cái da nó mềm, riêng cái dòng Honda là cái da nó mềm, cái da nó mềm và cái ghế nó to, cái ghế nó to bằng cái cách anh chị đo nè. Mình nhìn bằng mắt thường không biết đâu, tại vì cái ngôn ngữ thiết kế mỗi xe mỗi khác, nó có thể đánh lừa cái giác quan của mình á. Anh chị cứ đo nè, 1 này 2 này, anh chị thấy không? Đó, thì thông thường là cái xe Honda cái ghế nó to, mình ngồi thoải mái nè, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái đầu gối mình nó rộng. Thứ ba nữa là những cái này nè anh chị, những cái này nó không có bị nó nằm ở phía sau, hoặc là nó nằm thấp giống như Innova. Innova là nằm thấp xịu luôn, anh chị nhìn thấy gì thôi chứ không có ghét được. Còn anh chị đi dòng xe Honda, anh chị cứ để ý thử, những dòng xe Honda như là Civic hoặc là CRV ngày xưa, anh chị cứ để cái tay đây là đúng luôn, nó vừa vặn, nó không có bị cái tay mình thấp quá hoặc là cao quá. Và bên đây cũng vậy anh chị, và bên đây cũng vậy nha. Đó là những cái mà học tự để ý, rồi học cũng có xíu kinh nghiệm chia sẻ đến cho cô chú anh chị thôi. Anh chị cứ lên xe ngồi là biết liền, là mình để cái này mình thoải mái lắm. Như là cái tư thế mình ngồi mình ngã nè, và hai cái tay hai bên như vậy á, là anh chị đi rất là thoải mái. Đó. Chị nhìn những cái đường mai ở trên đây, những cái cửa gió nè, xe mình có auto hold, phanh tay điện tử, chế độ eco, hai vùng lạnh độc lập nha anh chị. Lại chuyển số thông minh, ga tự động đầy đủ hết đó, mọi chi tiết nó còn khá là hoàn hảo nha anh chị đó. Rất là hoàn hảo rồi. Xe này bên học đang chào bán chỉ có 815 triệu. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe 7 chỗ nè, bền bỉ nè, form dáng hiện đại, đi lâu dùng bền, chi phí bảo dưỡng thấp, thì đây là một lựa chọn đáng để cho anh chị cân nhắc. Bỏ xe phía trước này học coi nha. Có xe phía trước thì đã được thay vào tuần thứ 46 2022 rồi. Bỏ xe cũng là khách thay vỏ Michelin luôn nha anh chị. Nhiều khi đi ngoài đường bị đá chém hoặc là bị lủng lỗ mà to quá, cây mà to quá không vá được, thì họ bắt buộc phải thay thôi nha anh chị. Chứ còn anh chị nhìn thấy hai cái vỏ sau là anh chị thấy uy tín, km uy tín nè. Đây, ba cái vỏ đúng như học nói nè. Cái vỏ phía trước này cũng tuần thứ 26 2019 nè. Thì ba cái vỏ này là ba cái vỏ zin đeo xe. Anh chị nhìn cái vỏ là thôi là cũng đã đánh giá được cái km của xe rồi, vỏ Michelin. Đó. 815 triệu nha anh chị. Chống trơn trượt nè, mở cốp điện nè, cảnh báo điểm mù nè. Rồi để học sẽ mở cái capo. Xe Honda CR-V rất là dễ xem, rất là dễ xem nha anh chị. À quên đó, để học đi chậm là những cái đèn. Nói chung là mấy cái này thì nó không khác gì chiếc xe mới hết anh chị ơi. Không khác gì một chiếc xe mới hết. Chị nhìn từ cái đèn, nói chung là xe 2019 bản L thì mình sẽ có đèn gầm là đèn LED nha anh chị, mặt ca lăng, mọi chi tiết chiếc xe nó còn khá là đẹp nha anh chị. Chị nhìn form dáng xe, cái ngôn ngữ thiết kế này là lấy ý tưởng từ con Iron Man đó, trong phim Iron Man đó anh chị. Cái khoang động cơ, tại sao học nói cái dòng xe Honda nó dễ coi là như vậy. Cô chú anh chị nào có Honda CR-V, anh chị nhìn những cái ấu dấu này anh chị mở ra là lạch khách nha anh chị. Tại vì cái lông đền nè, rồi tới bộ lon, rồi tới cái chân bát, mọi chi tiết chiếc xe Honda nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều cái dấu son. Dấu son này là khi mà mấy anh em kỹ sư á, mấy anh em mà lắp ráp á, người ta siết lại á, ta siết tới đâu là người ta làm dấu tới đó, siết tới đây làm dấu, siết tới đây làm dấu, siết tới đây làm dấu. Cho nhắn cái bát này, nó ví dụ như cái lỗ này nè, nó sẽ có cái âm thanh nhắn lên, khi nào mà ta nghe cái cốc là nó vô được hết cái ngàm đó. Rồi họ sẽ quẹt cái là coi như ok, họ đã kiểm tra. Cái này cũng vậy đó, dòng xe Honda là nó như vậy nè, chị thấy không đó. Kể cả chân máy cũng vậy nha anh chị, chân máy cũng vậy. Đây anh chị nhìn ha, chân máy nè đó, turbo điện nha anh chị, turbo điện. Cái động cơ này rất là bền, nó là 188 mã nha anh chị, 1.5 turbo, dấu son, nó mọi chi tiết trên xe còn nguyên bản hết, khá là đẹp luôn.
cái chi tiết ở đây, anh chị nhìn thấy không? Anh chị mua xe bên Học thì anh chị yên tâm về chất lượng của xe nha. Bên Học có cấp giấy chứng nhận, khi mà anh chị nào mà không có thời gian, ví dụ như Học giao xe tặng nơi, giống mấy tháng này Học giao xe tặng nơi nhiều, cũng giao 5-6 chiếc đây nè anh chị. Đó, keo chỉ nữa, nguyên bản nữa. Còn mà anh chị nào mà ở thành phố mình có thời gian thì anh chị cứ mang đến đại lý chính hãng để anh chị check thoải mái nha anh chị. Đó, check về động cơ hộp số rồi nó có giống như những gì Học nói không, động cơ hộp số còn nguyên bản hay không, ô đô chuẩn không, và chiếc xe này nó có đâm đụng hay ngập nước gì chưa. Ở bên Học có cấp giấy chứng nhận cho anh chị nha. Rồi Học xin kết thúc video tại đây. Anh chị nào có bán xe cọp đẹp như này nhớ gọi cho Học nha. Học mua cao nhất thị trường luôn, tất cả các dòng xe, xe Đức, xe Hàn, xe châu Âu, châu Á thì cũng có mua hết nha anh chị. Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin nhắc lại, CRV 2019 đăng ký vào tháng 12/2019. Biển số Thành phố Hồ Chí Minh, xe màu trắng, động cơ 1.5 hoặc số tự động, bản full, bản cao cấp. Bên Học đang chào bán là 815 triệu. Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị.